người đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop. Và ngày hôm nay hãy cùng theo chân mình đến với sự kiện một năm chỉ có một lần của nhà Samsung. Đó chính là sự kiện ra mắt Samsung Galaxy Z mới trên bộ đôi Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 ha. Còn bây giờ thì let's go. Và trên tay UN đây là Galaxy Z Fold 6. Trời ta nói năm nay cái thiết kế của Z Fold nó đã vun vứt hơn rồi, nam tính hơn mà còn mạnh mẽ y như là dòng Galaxy S24 Ultra vừa mới ra mắt hồi đầu năm. Và trên tay mình đây là tất cả những cái phiên bản màu năm nay được bán của Galaxy Z Fold 6. Khung viền của máy sẽ là nhôm Amoy Aluminum nên là khi mà mình cầm vào nó sẽ có một cái trọng lượng khá là nhẹ nhưng mà vẫn cực kỳ đầm tay. Tổng quan về thông số thì các bạn sẽ có một cái em Galaxy Z Fold 6 với 239g, giảm khoảng 14g so với Galaxy Z Fold 5 và độ mỏng là 12.1mm, giảm khoảng 1.3mm so với Galaxy Z Fold 5. Màn hình trong và màn hình ngoài cũng có sự thay đổi về phần diện tích với 7.6 inch cho màn ngoài và 6.3 inch cho màn trong, với tấm nền là Dynamic AMOLED 2X cùng với tần số quét từ 1 cho đến 120Hz. Hỗ trợ độ sáng màn hình lên đến 2600 nit, siêu sắc nét và chất lượng cho cả màn ngoài lẫn màn trong luôn nha. Về tổng thể thì năm nay Samsung cũng đã làm màn hình ngoài rộng hơn so với năm ngoái để tối ưu cho làm việc hoặc là sử dụng bên ngoài. Màn hình trong cũng sẽ hỗ trợ độ sáng cao hơn 2600 nit, bền bỉ hơn. Ngoài ra thì Samsung Galaxy Z Fold 6 cũng sẽ bao gồm các màu như là xám metal, hồng rose và xanh navy nha. Còn về Galaxy Z Flip 6 thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế được bảo vệ toàn diện bằng khung viền là Amoy Aluminum. Hai mặt ngoài sẽ được trang bị công nghệ kính cường lực Gorilla Glass Victus 2. Nếp gấp cũng sẽ được khắc phục khá nhiều so với năm ngoái nhưng mà vẫn sẽ còn thấy nếp gấp đó. Và chúng ta cũng sẽ có ở đây là 4 màu sắc bao gồm là xám smoky nè, vàng solar, xanh maya và xanh min. Màu chủ đạo năm nay sẽ là xanh maya và mình cực kỳ thích cái thiết kế vuông vức năm nay luôn, rất đẹp. Z Flip 6 năm nay còn có khung viền vuông vắn và được làm nhám như vậy thì sẽ tối ưu cho cái trải nghiệm cầm nắm, nó sẽ chắc tay và đầm tay hơn. Còn các thông số còn lại cũng sẽ được nâng cấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Với Galaxy Z Fold 6 thì công nghệ tản nhiệt buồng hơi nó sẽ lớn hơn gấp 1.6 lần so với Galaxy Z Fold 5 để mọi người có một cái trải nghiệm ok hơn, mát mẻ hơn, tối ưu cái thời lượng pin hơn. Đi cùng với đó sẽ là hiệu năng mạnh mẽ với con chip là Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy trên cả Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 luôn nha. Nôm na cho mọi người dễ hiểu thì trên Galaxy S24 Ultra cái con chip này nó mạnh như thế nào thì Z Fold 6 và Z Flip 6 cũng sẽ kế thừa cái sức mạnh như vậy nha. Cả hai máy ngoài việc được trang bị cùng con chip với Galaxy S24 Ultra ra thì sẽ được hỗ trợ thêm cả Ray Tracing nữa, và có máy về mình sẽ nhờ bạn Danh công nghệ test game cho các bạn xem nhé. Và cho đến hiện tại thì mình chỉ có thể cập nhật một vài cái tính năng hay ho mới trên bộ đôi Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 đó thôi. Còn về clip đánh giá chi tiết thì hẹn mọi người ở clip sau nha, trên kênh YouTube của FPT Shop luôn. Còn mọi người thì không biết mọi người nghĩ sao về bộ đôi Z Fold 6 và Z Flip 6 năm nay thì comment bên dưới cho FPT Shop biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.